Còn đang nhà quán cân bán cho chú ơi. Lấy mấy cái vậy? Mở quán Hà Thành gặp chiều Quang Anh Ly review giờ Ly trên đó hả? Ừ. Chiều Thành có chạy lên không? Có một chuyện ủng hộ được rồi còn gì nữa, chạy lên trên đó đặt mấy trăm phần có từ thiện. Ờ dạ hả. Mua hoa gửi qua được rồi. Hết lòng rồi còn gì nữa phải không? Xin chào tất cả các anh chị, cô chú và đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Hiện tại là giờ này là đầu giờ chiều. Quay lại cao thủ con trai của dì Mai nè. Ra để ra đầu giờ chiều nè cái nhà. Nhặt những miếng heo quay làm bánh mì. Đây, chặt đẹp ha, đẹp luôn. Chặt quay tốt. Điều miếng luôn hả cô? Cao thủ thì chặt nhẹ tay. Chặt cái này xong tới quay thịt, trả đầu heo bán. Trả đầu heo hả? Đầu heo ở đâu? Cắt mì. À, đầu heo kia hả? Thấy nhanh không nhỉ? Bán cho bán không được.
có móng không anh, có móng không không? Có móng không không Dượng? Không. Không có gì. Có chất gà bán. Ăn cay nước cha. Để sao đi, bán mì cho người ta nè. Có để chất ra chị. Cái gì? Có một chú cô chú bắt đầu tới rồi những cái nhà. Hiện tại là Thành đang chặt heo những hai bốn mì đâu bánh mì để bán bánh mì trước. Lưng ở mày nè. Đó. À ở mì. Lấy gì? Mà lỗi á. Bao nhiêu? Cút lại. Chặt không? Phần thịt đâu, phần thịt ở trên nhiều đâu. Có đồ ngon hơn đồ cái gì? Ở đâu mở? Nè. Ờ. Lấy lại xá xíu luôn mình. Bỏ. Giờ chi một tí à? 200. Cao thủ chặt heo quay nha các nhà, con trai của dì Bai. Chăm nghe lên. Trời sao lên được anh? Đó rồi tôi lấy con lấy gần lại chút xíu. Xíu rồi xíu. Ủa đây về cho. Cao thủ ba đầu heo à, vô để ra đầu heo à. Quay giới thiệu cho lên 60 giây thịt ngon hả? Dạ 60 giây thịt ngon bán liền 20 tiếng vậy đó. Dạ mười lăm ngàn mì đầu tiên. Bên kia Thành ra heo, ra đầu heo. Đào má heo. Đi từ 2 giờ rồi hả cô? Ừ. Cô ở đâu? Ở quận mấy? Ở chung luôn. Cô ở gần đây không? Gần. Dạ. Đi để chờ. Đi để chờ. Chờ chiêu khết à. Chờ chiêu khết à. Cái đầu.